vào ngày mới, những cánh đồng lúa ven sông bằng, những cánh rừng rung trên cá đó, những tiếng đàn tính nghe rộn rã. Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Chào ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay thứ ba, ngày 3 tháng 11. Ngay sau đây chương trình sẽ bắt đầu với những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Sáng ngày 2 tháng 11, Hội Cựu chiến binh tỉnh sơ kết công tác giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 6 nhiệm kỳ 2017-2022. Trong nửa đầu nhiệm kỳ, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội thực hiện tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu đề ra, trong đó nổi bật là công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho hội viên. Các cấp hội đã triển khai học tập và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh. Trọng tâm là nghị quyết số 37 NQTU của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Chỉ thị số 35 CTTU của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, củng cố kiện toàn các chi hội và hội cơ sở ở các cấp, tuyên truyền vận động kết nạp trên 2.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên hiện có lên gần 28.300 người. Cùng với đó, các cấp hội đã gương mẫu đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, tham gia các phong trào, các chương trình phối hợp và các cuộc vận động ở địa phương. Hội viên các cấp hội đã đóng góp ủng hộ gần 2 tỷ đồng trên 53.000 ngày công lao động và hiến trên 83.000 mét vuông đất làm đường giao thông nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Phong trào cựu chiến binh phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng cũng được đẩy mạnh. Các cấp hội đã ủng hộ, giúp đỡ 228 hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 445 triệu đồng, cho vay không tính lãi và không thu hồi vốn trên 1 tỷ đồng, thực hiện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, giúp hội viên vay vốn với tổng dư nợ gần 458 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn 0,08%, tỷ lệ hộ nghèo cựu chiến binh giảm còn 13,46%, giảm 1.229 hộ, trung bình mỗi năm giảm 2,25%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Bên cạnh đó, các hoạt động nghĩa tình chăm lo giáo dục thế hệ trẻ cũng được các cấp hội quan tâm thực hiện. Trong thời gian tới, các cấp hội cựu chiến binh tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương. Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, tác phong công tác, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động hội. Ủy ban nhân dân phường Đề Thám đã tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phường với nhân dân tổ dân phố 9 trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trong năm 2020 của phường Đề Thám. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm, phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm trong năm 2020 của phường Đề Thám, đại diện các hộ dân tổ dân phố 9 đã ghi nhận sự thay đổi tích cực trong công tác giải quyết thủ tục hành chính của phường, đồng thời chia sẻ nhiều vấn đề quan tâm đến cải cách hành chính và thủ tục hành chính. Đề nghị Ủy ban nhân dân phường Đề Thám hướng dẫn người dân thực hiện một số thủ tục về thừa kế đất đai, chuyển đổi thừa kế trên lĩnh vực đất đai, thừa kế quyền sử dụng đất ở, hồ sơ thủ tục đăng ký cấp phép xây dựng, sửa chữa nhà ở. Các ý kiến của nhân dân tại buổi đối thoại đã được lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường, cán bộ phụ trách chuyên môn giải đáp và nhận được sự đồng tình và hài lòng của nhân dân. Đây là hoạt động thường xuyên của Ủy ban nhân dân phường nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, qua đó kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, tạo niềm tin trong nhân dân, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lạc vừa tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 10, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020. Tháng 10 năm 2020, tổng sản lượng lương thực vụ mùa các cây lương thực của huyện Bảo Lạc đạt gần 23.000 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 11 tỷ 486 triệu đồng, tăng 14% so với tháng liền trước và tăng 18% so với cùng kỳ năm 2019, bằng 84% kế hoạch của huyện. Chỉ số tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện ước tăng khoảng 10%, tương đương khoảng 31 tỷ 570 triệu đồng. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến hết tháng 10 được 144 tỷ 139 triệu đồng, đạt 68,9% kế hoạch. Thu ngân sách đến ngày 30 tháng 10 năm 2020 đạt 18 tỷ 277 triệu đồng, bằng 70,6% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 69% so với chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân huyện giao. Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và xóa đói giảm nghèo được thực hiện tốt. Quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới được giữ vững, ổn định.
Nhiệm vụ 2 tháng cuối năm, huyện Bảo Lạc tiếp tục thực hiện tốt công tác trồng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn vật nuôi, tăng cường các biện pháp tận thu ngân sách, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành khối lượng công trình và lập hồ sơ thanh toán theo quy định, phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt 100%, duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, phấn đấu mỗi xã đạt một tiêu chí trở lên trong năm 2020. Sáng ngày 2 tháng 11, Cục Hải quan Cao Bằng tổ chức chào cờ đầu tháng và quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ. Nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đơn vị đối với Tổ quốc, đưa nghi thức chào cờ vào nền nếp thường xuyên, Cục Hải quan tỉnh đã thực hiện lễ chào cờ vào buổi sáng thứ hai đầu tháng. Đây là nét đẹp văn hóa cơ sở được ngành Hải quan Cao Bằng tổ chức định kỳ. Sau lễ chào cờ, lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh thông tin những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, báo cáo tóm tắt hoạt động công tác trong tháng, nhắc lại các quy định, quy tắc ứng xử của ngành hải quan về chuẩn mực ứng xử, giúp công chức hải quan định hướng thi hành nhiệm vụ, công vụ và trong quan hệ xã hội, quan hệ với doanh nghiệp và người dân. Trong thời gian khoảng 30 phút, lễ chào cờ diễn ra nghiêm túc, trọng thể, tạo một bầu không khí phấn khởi, tin tưởng và đầy trách nhiệm. Lãnh đạo Cục Hải quan đã phát động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia quyên góp được 30 triệu đồng. Số tiền này sẽ được gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng để chuyển đến đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn và bị thiệt hại do bão lũ. Mới đây, đoàn cựu sinh viên lớp 41X1 khóa học 1996-2001 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã đến thăm tặng 25 triệu đồng cho các em học sinh tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Cao Bằng. Với thông điệp trao yêu thương, đoàn cựu sinh viên lớp 41X1 Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, động viên các em học sinh cố gắng vượt qua khó khăn để học tập tốt. Đoàn đã tặng nhiều thùng quà, bao gồm quần áo mùa đông, dép, bánh kẹo và vật dụng phục vụ sinh hoạt khác như kem đánh răng, dầu gội đầu, xà phòng tắm, bột giặt, với tổng trị giá các thùng quà 15 triệu đồng và trao 10 triệu đồng cho Trung tâm Bảo hộ Xã hội tỉnh Cao Bằng nhằm hỗ trợ động viên các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, Tổ dân phố Phố Giữa, thị trấn Nước Hai, huyện Hòa An đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết diễn ra trong không khí vui tươi, trang trọng. Sau các tiết mục văn nghệ do bà con nhân dân trong tổ biểu diễn, các đại biểu đã ôn lại lịch sử truyền thống 90 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả sau một năm thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổ dân phố Phố Giữa có 213 hộ với 791 nhân khẩu. Đến nay, tổ dân phố chỉ còn 7 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Có 76 hộ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội với dư nợ 4 tỷ 115 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Nhiều hộ kinh doanh hiệu quả cho thu nhập ổn định. Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, đền ơn đáp nghĩa được nhân dân nhiệt tình tham gia thực hiện. Trong năm trao thưởng cho 81 cháu có thành tích cao trong học tập, tích cực ủng hộ đóng góp công sức, kinh phí xây dựng công trình phúc lợi, nhà văn hóa với tổng số tiền đóng góp là 21 triệu 200.000 đồng. Năm 2020 có 207 hộ đạt văn hóa chiếm 97%, 176 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng vừa tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. 18 tiết mục văn nghệ do Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Người cao tuổi, Công an phường và các đơn vị trường học biểu diễn. Nội dung ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi quê hương đất nước. Nhiều tiết mục ca múa đã được dàn dựng công phu, đem đến một không khí tưng bừng, phấn khởi và tự hào, động viên nhân dân tích cực lao động, tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh vừa điều tra làm rõ vụ án Mã Ngọc Quỳnh tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.
Trước đó, ngày 26 tháng 8 năm 2020, Tổ công tác Công an huyện Hạ Lang phối hợp với Công an xã Quang Long, huyện Hạ Lang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại xã Quang Long, phát hiện Mã Ngọc Quỳnh, sinh năm 1992, trú tại xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, đang chở một phụ nữ quê ở tỉnh Điện Biên và một người đàn ông trú tại huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng vào khu vực biên giới để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Bị can Mã Ngọc Quỳnh được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón và chở người từ thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang đến khu vực biên giới. Quỳnh đã đưa 4 lượt thành công, gồm 6 người không rõ họ tên xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc qua khu vực mốc biên giới thuộc xóm Kỳ Lạc, xã Quang Long, huyện Hạ Lang. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh tiếp tục hoàn tất hồ sơ vụ án để xử lý Mã Ngọc Quỳnh theo quy định của pháp luật. Chuyển sang phần tin trong nước, xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, ma túy đang len lỏi vào giới trẻ ở Lào Cai. Đây là những đối tượng dễ bị các phần tử xấu dụ dỗ, lôi kéo, sử dụng ma túy. Chính vì thế, việc ngăn ngừa phòng chống ma túy trong giới trẻ đang trở thành vấn đề bức thiết cần được sự quan tâm của xã hội. Thượng tá Đỗ Tuấn Sơn, trưởng Công an thành phố Lào Cai cho biết, thứ nhất, cần phát hiện điều tra xử lý các đường dây vận chuyển ma túy vào địa bàn. Thứ hai, cần tập trung truy quét các đối tượng nghiện trên địa bàn vào các nhà cai nghiện của xã, phường, đồng thời kiến nghị với cấp ủy, chính quyền cũng như các ngành tạo công an việc làm cho các thanh niên, nhất là những thành phần cư trú tạm trên địa bàn. Đây là hình ảnh một nhóm thanh niên vừa bị Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai bắt giữ về hành vi sử dụng chất ma túy. Trước đó, để thỏa mãn cuộc chơi, các đối tượng đã tìm thuê nhà trọ và quán karaoke để sử dụng ma túy. Điều đáng nói, các đối tượng này còn rất trẻ tuổi. Đi chơi với bạn bè xong bị rủ rê mấy anh em tụ tập đi làm đúng chơi đá, chơi ma túy. Có bạn nào chơi với mình nữa, bây giờ mình lao vào cảnh nghiện này trái chơi với mình nữa. Kể người nhà cũng thế, người nhà cũng bắt đi cai đi ấy suốt mà. Tỉnh Lào Cai hiện có 16 cơ sở điều trị và cấp phát thuốc methadone. Mỗi ngày các cơ sở này có từ vài chục đến hàng trăm lượt người nghiện đến điều trị bằng methadone. Trong đó, tỷ lệ người nghiện trong độ tuổi thanh thiếu niên chiếm đến 65%. Thế thì giới trẻ càng ngày càng nghiện không những heroin và nghiện nhiều chất khác nữa. Ví dụ như là đá, ví dụ lắc, ví dụ cần sa hoặc các loại thuốc gây nghiện tổng hợp khác. Nếu như về tuân thủ điều trị thì cái số người mà bệnh nhân mà cao tuổi thì họ tuân thủ tốt hơn giới trẻ. Trước tình trạng ma túy len lỏi trong giới trẻ tại tỉnh Lào Cai có xu hướng gia tăng và ngày càng phức tạp, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của giới trẻ về tác hại của ma túy, nhất là tại các vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời tăng cường điều tra, phát hiện, triệt phá các ổ nhóm sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ chức phát hiện, điều tra, xử lý các đường dây vận chuyển trái phép ma túy vào địa bàn. Thứ hai là giảm cái nguồn cung, tức là tập trung truy quét các đối tượng nghiện trên địa bàn vào các nhà cai nghiện của xã, phường và trung tâm cai nghiện 06. Đồng thời cũng kiến nghị với các cấp ủy, chính quyền cũng như các ngành có các biện pháp là tạo công an việc làm cho những cái lớp thanh niên, đặc biệt là cái số đối tượng mà hiện nay còn đang không có công an việc làm và lang thang, không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố. Luật phòng chống ma túy sửa đổi vẫn có những vấn đề còn ý kiến khác nhau, tới đây sẽ được thảo luận tại kỳ họp thứ 10. Sau khi thông qua, đây sẽ là cơ sở để các tỉnh trong cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh xử lý, từng bước ngăn chặn tình trạng ma túy len lỏi trong giới trẻ. Mời quý vị và các bạn cùng đến với một điểm báo, điểm quan thông tin bài viết nổi bật trên trang báo sáng nay. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My đang được huy động tổng lực mở rộng khu vực tìm kiếm. Theo đó, với nhận định nhiều khả năng các nạn nhân trong vụ sạt lở thôn 1, xã Trà Leng đã bị cuốn ra sông, nên các lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm bằng cách đưa máy móc ra khu vực bãi bồi ven sông Leng. Cùng với đó, các đơn vị liên quan đang triển khai các biện pháp trên lòng hồ sông Tranh bằng cano của quân đội và công an. Trước đó, vào chiều ngày 1 tháng 11, báo cáo với Thủ tướng về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở. Trung tướng Trịnh Đình Thạch, chính ủy quân khu 5 cho biết, trước diễn biến của cơn bão số 10 chuẩn bị đổ bộ vào đất liền trong vài ngày tới, quân khu 5 sẽ cho di chuyển lực lượng khỏi Trà Leng để đảm bảo an toàn,
đồng thời xác định phương án 2 là tìm kiếm dọc sông Chanh. Theo Trung tướng Thạch, tại hiện trường trên 1 hectare đất sạt lở ở thôn 1, xã Trà Leng, các đơn vị đã tìm kiếm rất kỹ nhưng chưa có kết quả mới. Cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cũng huy động 32 ghe và cano để tìm kiếm dọc trên lòng hồ sông Chanh và ven sông khu vực sạt lở. Tuy nhiên, do lượng rác và gỗ trôi về dày đặc nên việc tìm kiếm không có hiệu quả, phải chèo bằng tay trên diện tích hơn 200 ha mặt nước. Ngày 2 tháng 11, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ra văn bản hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện đến cứu trợ nhân dân sau bão lũ. UBND tỉnh Quảng Nam đã ra văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam là cơ quan thường trực Ban cứu trợ tỉnh Quảng Nam, Hội chữ thập đỏ tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ khắc phục hậu quả do thiên tai, đảm bảo kịp thời, tập trung, thống nhất, đúng mục đích, đúng đối tượng và công khai theo quy định của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các địa phương phối hợp với các ban, ngành, hội, đoàn thể, chỉ đạo cấp cơ sở là xã, phường kiểm tra, nắm bắt và thống kê cụ thể thiệt hại về người và tài sản trên địa bàn để cung cấp thông tin đầy đủ và tích cực hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện trong và ngoài tỉnh đến cứu trợ nhân dân, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Lưu ý không để các tổ chức, cá nhân, các đoàn thiện nguyện đến các địa điểm không đảm bảo an toàn. Phối hợp thành lập và thông báo các điểm tiếp nhận hàng cứu trợ trên địa bàn mình quản lý. Thường xuyên hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc quá trình tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ. Xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm nếu có. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, việc ra văn bản này nhằm để tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân đến với người dân một cách trọn vẹn, ý nghĩa, kịp thời, khách quan và công bằng, hợp lý, đúng đối tượng, đúng nhu cầu, khắc phục phần nào những bất cập, hạn chế, nguồn tài trợ phân bổ không đều, nơi nhiều, nơi ít, có lúc chưa đến được đúng đối tượng, diễn ra trong thời gian qua trên địa bàn các tỉnh miền Trung. Thông tin từ đài NHK cho biết, cảnh sát Nhật Bản vừa bắt giữ một công dân Việt Nam vì tình nghi mổ lợn trái phép trong căn hộ của người này tại tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo. Người đàn ông bị bắt có tên Trần Xuân Công, 29 tuổi. Cảnh sát nghi ngờ người này giết mổ một con lợn trong phòng tắm mà không có giấy phép cần thiết. Vào khoảng thời gian giữa tháng 7 và tháng 8, cảnh sát nói rằng họ đã phát hiện những hình ảnh Công mổ lợn trong phòng tắm được lưu giữ trên điện thoại thông minh của mình. Công khai với cảnh sát rằng đã mua lợn qua mạng xã hội, sau đó mổ bằng dụng cụ như dao rồi ăn cùng bạn bè. Tuy nhiên, cảnh sát lại xác minh được những tin nhắn trên điện thoại cho thấy người này có ý định bán thịt. Cảnh sát đang xem xét khả năng nghi phạm lên kế hoạch bán lại thịt lợn. Khi khai với cảnh sát, Công nói không nghĩ giết mổ lợn là phi pháp ở Nhật Bản. Ngoài ra, Công đã bị buộc tội vi phạm luật kiểm soát nhập cư và bị bắt vào ngày 21 tháng 10 vừa qua. Công tới Nhật Bản từ tháng 7 năm 2018 trong vai trò thực tập sinh kỹ thuật với visa 1 năm. Mới đây, trên chuyến bay VN243 Hà Nội-Sài Gòn, một hành khách bất ngờ châm lửa đã khiến máy bay của Vietnam Airlines phải quay đầu khẩn cấp. Sự việc này cảnh báo an ninh an toàn bay. Cụ thể, trong quá trình máy bay lăn ra chuẩn bị cất cánh, tiếp viên Vietnam Airlines đã phát hiện một nam hành khách bật lửa tại vị trí ghế ngồi A20. Ngay lập tức, phi hành đoàn dừng khởi hành và báo cáo với nhà chức trách sân bay. Cơ trưởng quyết định cho máy bay quay đầu, còn lực lượng an ninh hàng không cũng di chuyển ra sân đỗ để xử lý. Liên quan đến vụ việc, Vietnam Airlines cho biết thêm, hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng nào tới máy bay. Tổ bay đã cho máy bay quay lại nhà ga, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để tiếp tục xử lý theo quy định. Sau đó, chuyến bay VN243 đã cất cánh lại bình thường lúc 9 giờ cùng ngày. Hãng hàng không Vietnam Airlines cho biết an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được hãng đặt lên hàng đầu. Hãng đề nghị hành khách tuân thủ nghiêm túc các quy định đi lại bằng đường hàng không. Vietnam Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do sự việc này. Nếu lướt Facebook những ngày gần đây, có thể bạn cũng đã nhìn thấy những bài đăng được nhiều người chia sẻ liên quan đến yêu tinh của sự may mắn. Nhiều người không khỏi thắc mắc vì sao nội dung này lại được nhiều người chia sẻ đến vậy. Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, nội dung và hình ảnh của những bài đăng nói trên dường như lại không hề có sự liên quan đến nhau.
đây nhiều khả năng chỉ là một nội dung được nhiều trang lớn đăng lên để lôi kéo tương tác, tận dụng sự tò mò của người dùng thông qua hình ảnh lạ mắt, kỳ lạ. Được biết, nhân vật xuất hiện trong hình ảnh được gọi là yêu tinh may mắn hay phù thủy may mắn nói trên, thực tế là hình ảnh của Baba Yaga, một nhân vật văn học, dân gian của dân tộc Slav. Theo đó, Baba Yaga thường xuất hiện với vẻ ngoài của một bà già có dáng vẻ kỳ lạ hoặc thậm chí hung dữ. Trong truyện cổ tích Nga, Baba Yaga bay trên không bằng chiếc cối, tay phải cầm chày, tay trái cầm chổi. Bà sống lâu trong rừng, trong một túp lều có đôi chân gà mái. Baba Yaga có thể giúp đỡ hoặc cản trở những người bắt gặp hoặc tìm kiếm mình. Vì thế, Baba Yaga vừa có thể là một nhân vật phản diện hoặc một nhân vật xuất hiện để giúp đỡ nhân vật chính. Dù vậy, có một điều thú vị là Baba Yaga không phải một nhân vật gắn liền với sự may mắn như trong những bài đăng được dân mạng lan truyền thời gian gần đây. Chuyển sang tiểu mục con số hôm nay, theo Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, nền kinh tế Việt Nam đã qua đáy trong quý 2 và đang phục hồi theo hình chữ V trong quý 3. Tuy lũ lụt nghiêm trọng nhưng khả năng năm 2020 có thể đạt mức tăng trưởng từ 2 đến 3%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 có khởi sắc, tăng gần 19% so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng trên 10% so với cùng kỳ. Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu khi chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 chỉ tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước, mức thấp nhất trong 5 năm qua. Bình quân 10 tháng năm 2020, CPI chỉ tăng 3,71% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu phục hồi khả quan, thặng dư thương mại cao kỷ lục, đạt 18,7 tỷ USD. Giải ngân đầu tư công tiếp tục được cải thiện. Tốc độ tăng vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước tháng 10 và 10 tháng đầu năm đạt cao nhất trong vòng 5 năm qua, với tổng mức thực hiện 10 tháng đầu năm đạt 70% kế hoạch năm và tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp và xây dựng của Việt Nam tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là một số đối tác lớn. Lĩnh vực dịch vụ tiêu dùng phục hồi chậm. Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương và các địa phương phải kích cầu tiêu dùng mạnh hơn. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ dẫn đánh giá của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho biết, Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong ASEAN với GDP năm 2020 và 2021 lần lượt đạt tăng trưởng từ 1,6% và 6,7%. Với mức tăng này, quy mô GDP của Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 340,6 tỷ USD, vượt Singapore 337,5 tỷ USD, Malaysia 336,3 tỷ USD, đứng thứ tư ở khu vực ASEAN. Ngân hàng Standard Chartered dự báo Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2020 và 7,8% vào năm 2021. Hoạt động tiêu dùng gia tăng nhờ tâm lý thị trường được cải thiện và lĩnh vực sản xuất tăng tốc sẽ là động lực tăng trưởng chính trong quý 4 năm 2020. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng từ 2,5 đến 3% năm 2020. Đá lan thường được gắn ngọc ở một hoặc hai đầu, trông tương tự cây lan sơn, chắc hẳn không còn xa lạ gì đối với phái đẹp. Vậy đá lan có tác dụng gì trong làm đẹp? Trong tiểu mục sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những thông tin thú vị. 1. Da sáng hơn. Sử dụng đá lan đúng cách sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho gương mặt. Chúng cải thiện lưu thông máu, giúp da thêm rạng rỡ.
các nhà nghiên cứu đã đo lưu lượng máu ở má của những người sử dụng và nó tăng lên chỉ sau 5 phút massage. 2. Giảm thiểu bọng mắt. Sau ngày dài làm việc mệt mỏi, bạn nên sử dụng thanh lăn được làm lạnh để làm dịu da. Ngoài ra, nó cũng kích thích dẫn lưu bạch huyết và giảm sưng quầng mắt. 3. Làm dịu da. Ngọc bích là một trong những loại đá quý có khả năng làm mát khi sử dụng trực tiếp lên da. Bên cạnh đó, khi bạn phải làm việc dưới ánh nắng mặt trời trong thời gian dài, dùng thanh lăn ngay lập tức để làm dịu các vùng da nhạy cảm trên khuôn mặt. 4. Thông xoang. Xoang là bệnh phổ biến hiện nay của nhiều người do môi trường ô nhiễm và không thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt trong thời tiết hanh khô. Chất lỏng bị mắc kẹt trong mũi khiến người bệnh cảm thấy khó chịu. Nhẹ nhàng di chuyển con lăn theo đường xung quanh mũi và phần giữa lông mày để khắc phục tình trạng này. 5. Giúp tinh chất thấm sâu vào da. Theo một nghiên cứu, massage mặt là cách thức chống lão hóa hiệu quả và có thể giúp các tinh chất trong sản phẩm làm đẹp, thấm sâu vào da. Các chuyên gia trong lĩnh vực này khuyên bạn nên làm lạnh thanh lăn trước khi sử dụng để có kết quả tốt nhất. 6. Làm thon gọn mặt. Bạn nên lăn dụng cụ theo hướng lên trên để ngăn ngừa tình trạng da mặt bị chảy xệ. Bạn có thể làm tương tự với vùng cổ, giúp lưu thông máu và làm da săn chắc hơn. Dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trong ngày mới hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.